Internet gia nhập biệt đội cảnh sát do Min của Mỹ, lực lượng cảnh sát ở tiểu bang Massachusetts đang lần đầu đưa vào thử nghiệm chó robot, nhằm đánh giá tiềm năng ứng dụng của công nghệ này cho mục đích giảm thiểu thương vong trong tương lai. Dựa theo tài liệu do American Civil Liberties Union, loại chó robot được cảnh sát bang Massachusetts đưa vào sử dụng vốn không mấy xa lạ với cộng đồng yêu thích công nghệ. Đó chính là Spot, loại chó robot do Boston Dynamics phát triển, từng xuất hiện trên các video được hãng đăng tải trên YouTube với khả năng chạy nhảy trèo qua chướng ngại và thậm chí có thể nhận diện mục tiêu dựa trên cảm biến tầm nhiệt. Trước mắt, robot này sẽ được thử nghiệm trong 60 ngày bởi biệt đội chống bom mìn, trực thuộc lực lượng cảnh sát tuần tra bang Massachusetts với mục đích trinh sát từ xa trong các môi trường ẩn chứa nguy hiểm. Dẫu vậy, cảnh sát Massachusetts sẽ phải ràng buộc với đơn vị cung cấp là Boston Dynamics rằng họ không được phép sử dụng spot vì mục đích khác, như để làm một loại vũ khí tấn công con người.